À, giờ bây giờ mùa mùa thu năm nay á thì vũ rau cải gì vũ cũng không có trồng gì nhiều à, bữa thì vũ có gieo một mớ cải uh, bẹ xanh thôi nè ha à, với lại mấy cái củ uh, krobi đó à, cụ cải krobi đó cụ su chứ su hào krobi á à, nhưng mà nó lên thì cũng có một cái lên một cái không nhưng mà chỉ có trồng như đây thôi à. tại năm ngoái á, trồng cải uh, bẹ xanh nhiều quá ăn xanh mặt luôn bởi vì uh, không năm nay thôi không có trồng nhiều quá à, rồi vậy thôi cũng không có gì rồi xong rồi còn mấy cây ớt chuông nè ớt chuông năm vừa rồi tới giờ nó vẫn còn nó vẫn còn cây này nó vẫn còn sống nè cho nên bữa giờ ăn cũng khá cũng có nhiều để ăn ha ừ. à, rồi á là chỉ có vũ trồng thêm một mới dưa leo á nhưng mà dưa leo hôm bữa giờ nó lên cũng rất là tốt nhưng mà nó cứ bị mấy cái con con rệp á nó tấn công là rệp xanh rệp đen nó tấn công quá trời luôn nè, thấy không đó mấy cái này là mấy cái 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 trứng của nó là trên dưới rồi trên trái trên gì tùm lum tà lá hết á rồi trồng bữa giờ nó, nó nó bữa nó lên xanh tươi nó tốt lắm nhưng mà cái trái đó, nó ra trái bao nhiêu á thì nó không lớn được tại nó cứ bị mấy cái con này hút hết dinh dưỡng đó rồi xong rồi cái vụ mới tức quá cái vụ mới lấy um, dầu niêm á với lại xà bông nó dụ xịt xịt liên tục à, cứ hai ngày dụ xịt 1 lần xịt thiệt là mạnh á, dùng cái dầu niêm nhiều đó là cái loại hữu cơ ha à, xịt thì ngày trước ngày sau nó chết nhưng mà mỗi chừng hai ba ngày cái là nó quay lại à, cho nên nó cũng không có hiệu nghề không hiệu quả lắm à, với lại là nó bị cháy cái lá đó xịt xong rồi cái lá là nó bị, bị cháy giống vậy nè cho nên vũ hai ba lần giống vậy thử hoài xịt hoài nó cũng không có tiêu diệt được mấy con này nó cứ quay trở lại hoài cho nên cũng làm biến trồng rau cải nhiều quá trồng rau cải mà trồng hữu cơ nó <laughs> khó lắm vậy các bạn chứ không có phải dễ à, tại vì ở đây á, cái cái mùa hè đó cái vườn của mình nó nóng quá đó thì mấy cái con mà, mà insect mà tốt á, là sẽ bỏ đi hết như con bọ rùa là con ladybug, nè người con lacewing á thường thường là vũ vũ thích cái con lacewing á nhưng mà nó cũng bỏ đi à nó nóng quá là nó bỏ đi tới mùa, mùa 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 mát mát này là mình phải mua trở lại mà hôm bữa là vũ quên cái vụ đó không có mua đó cho nên cái con lis xuyên nó không có đủ cho nên mấy cái con xấu này nó cứ ăn cây ăn lá đồ hút cây quá trời luôn còn cái con ladybird ở đây mà mình thả nó đó mình mua về á À, mình có thể mua ở trên ở trên online hay là ở ngoài mấy cái chỗ nursery mình mua về nhưng mà mấy cái con nó dụ để ý thả rồi ngày 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 hôm nay ngày hôm sau là nó bỏ đi hết trơn nó không ở lại đây ngộ lắm dụ thử hết mọi cách rồi à, không có giữ nó lại được chỉ có dụ biết đó là chịu xài bữa giờ đó mấy năm nay là chỉ có cái con lay này nè con green lay swing này thì nó ở lại nè green lay swing nè um, <laughs> khi mà nó lớn là nó sẽ như vậy nè nó là màu xanh giống vậy ha à, rồi khi mà nó cái này là cái trứng của nó nè trứng nè sau 5 ngày nó sẽ thành cái con ấu trùng giống như vậy xong rồi 15 cho tới 20 ngày sau cái nó thành cái cục này dữ chả biết là cái gì nó nó quấn là nó biến thành cái con này bay này nè chắc cũng giống như con bướm vậy đó cái nhọng nó thành con bướm nè 10 ngày sau nữa thì nè cái này là cái trứng của nó nha thường um, thường nó nằm ở ở dưới cái lá hay là cái trên cái lá đó thì nó sẽ có một cái, cái dây chỉ trắng rồi cái trứng nó nằm ở trên đây cho nên các bạn thấy mà cái mà cái dấu hiệu này thì không phải là cái con xấu đâu nha cái con này là con rất là tốt cho cái vườn của mình cho nên đừng có đừng có giết hại nó à, bây giờ Vũ mua người ta sẽ gửi về cái bọc giống dày cái bọc này là một năm khoảng một ngàn năm trăm trứng thì nó sẽ nằm nó có uh, mấy cái uh, uh, nằm trong uh, mấy cái này nè cái này giống như là mấy cái vỏ của gạo á thóc á giờ xong rồi mình mới mở ra rồi mình chia ra bọc bọc như nè mình đổ một chút vô vô mấy cái bọc này nè xong rồi mình đi máng ngay chỗ mà mấy cái cây mà nó đang bị tấn công á đây dù gắng quay cho mọi người xem nè, như là trên cái cây ớt này nè thấy không nè đó quá trời luôn nè thấy không đó cái này là cái trứng tốt nha cái này là cái trứng của cái con lây xuyên nha bởi vì mọi người thấy để ý á nó màu trắng trắng xanh xanh hơi hơi xanh xanh chút thôi nhưng mà chủ yếu là màu trắng ha rồi mà nó có cái 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 sợi rất là cái sợi uh, uh, tơ hay chỉ gì rất là nhỏ rồi xong rồi nó 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 treo uh, toàn tan ở trên cái chiếc lá giống vậy là con này là con lacewing này rất là tốt uh, cái con này là sắp nở nè khoảng năm ngày nữa nó sẽ nở nha Nè bên này quá trời luôn nè đó bữa là vũ có mua một đợt trước rồi uh, xong cái Vũ không thấy là nó đâu hết trơn á, nó mất tiêu hết Nhưng mà thật sự là nó có bay lại, nó có đẻ trứng nè Cho nên bây giờ nó mới có trên cây ớt nè Còn cái đợt này là Vũ thấy sao nó mất hết cho nên Vũ mới mua thêm một lần nữa Thì bây giờ mình có hai chọn lựa Một là mình muốn organic thì mình phải chịu tốn tiền mỗi năm phải mua cái này Vài ba lần giống vậy, lần 15 đồng Nhưng mà bây giờ không mua nó thì mình phải xịt thuốc mà xịt thuốc á, thì mình xịt cái thuốc hữu cơ organic thì nó lại không có không có hiệu quả cho lắm còn mà mình xịt thuốc của quá chất thì vũ lại không muốn xịt thuốc quá chất cho nên nó hơi khó khăn á nè cái với lại cái lý do mà mùa hè nó bỏ đi một phần là do nóng cái phần thứ hai nữa là mình không có đủ bông hoa ở trong cái vườn của mình á tại vì cái con nhỏ này đó cái con này khi mà nó còn là cái con ấu trùng á thì một ngày nó có thể ăn cả 2 300 con mấy con xấu như mấy con rệp xanh này kia, ngày nó có ăn tới hai cho 200 cho tới 500 con hay là hơn nữa. Nhưng mà khi mà nó thành cái con lacewing này nó lớn á thì cái con lớn này nó không ăn mấy cái con đó nữa, cái con lớn này nó chỉ đi hút mấy cái mật ở trong cái bông hoa thôi. Cho nên cái vườn hoa cái của Vũ hôm bữa nó bỏ đi á là tại tới mùa hè rồi, Arizona nóng quá cũng đâu có còn bông hoa gì đâu cho nên hầu như là mấy con lớn nó bỏ đi hết thì nó đâu có đẻ trứng nữa không bởi vì nó cũng khổ cho nên mỗi năm á là phải cứ phải mua mấy con này lại hoài trừ khi nào mà trồng được nguyên một cái 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 vườn bông mà mà, mà quanh năm đều có bông hết thì họ mai là sẽ giữ lại được nó nhưng mà dù sao cũng nóng quá thì chắc nó cũng phải bỏ đi là cái vùng nào mà nó mát hơn rồi đó đó là cái lý do năm nay tại sao mà dù bớt trồng rau cải thì lại thấy cứ bị mấy con này tấn công thấy chán quá định trồng dưới leo thôi mà bị tấn công với lại cái cây dây đầu rồng của vũ nè cũng bị tấn công quá trời cho nên ghét quá à, miếng trồng quá để vài bữa nữa coi coi có co, co diệt được hết mấy con này không thì, thì, thì vũ mới trồng thêm nữa à, này, hôm nay là bông đậu rồng đẹp quá nè à, hôm nay đậu rồng là quá trời bông luôn nè mày bông tím nè đó này quay gần cho mọi người xem nè đó, bông đậu rồng rất là đẹp nè thấy không rất là nhiều nè đó quá trời luôn á nè nó đây nè thấy không quá trời hôm nay là bông đậu rồng nở quá trời cái vàng đậu rồng này của vũ á, mà nó không bị mấy cái con ừ. vũ nghĩ cái này là nó bị cái con spider mate á con spider mate màu đen á không cứ bị cái đốm đen đen gì nè mấy cái cái vàng đậu rồng này mà không bị mấy con nó tấn công thế nha là sẽ rất là tốt cho nên là vũ sẽ mua vũ mới mua thêm mấy con lacewing để cái này hết luôn nè lần này là vũ sẽ giết hết giết hết uh, ba đời của nó luôn <laughs> mới diệt hết tôi nói được em mới, mới, trồng tốt được Rồi, vũ muốn chỉ muốn chia sẻ với mọi người như thế thôi ha, năm nay trồng rau cải ít lại với lại mấy con lây xuyên này thì nếu mà mọi người bị mấy con xấu nhiều quá đó thì có thể thử mua cái loại lây xuyên này có 15 đồng thôi đã gửi về tới nhà cho mình luôn thì mình lấy ra thôi ha rồi cảm ơn mọi người